bấm huyệt chữa chuột rút tại nhà hiệu quả ngay tức thì. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chuyên mục chia sẻ hữu ích cùng An Cốt Nam. Quý vị thân mến, vừa rồi An Cốt Nam có nhận được tin nhắn từ một khán giả mong muốn bác sĩ tư vấn một cách chữa chuột rút có tác dụng thật nhanh và an toàn. Tình trạng chuột rút là triệu chứng rất thường gặp trong các trường hợp luyện tập thể thao, người già, người thiếu hụt canxi. Ngày hôm nay trong video này, An Cốt Nam sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả mẹo bấm huyệt chữa chuột rút có tác dụng tại chỗ ngay sau khi bấm. Cách làm vô cùng đơn giản và dễ dàng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Như Quỳnh nhé! Khi gặp chuột rút, bạn nên bình tĩnh, hít thở sâu. Sau đó, chúng ta sẽ thực hiện các động tác xoa bóp bấm huyệt đơn giản sau đây. Bước 1. Xoa bóp dây vuốt vùng cơ bị đau, làm vùng da ấm lên, thao tác phải nhẹ nhàng từ vùng cơ xung quanh vùng đau, có thể xoa dầu ấm hoặc chườm ấm. Bước 2. Day ấn một số huyệt sau đây, mỗi huyệt tác động vài phút. 1. Huyệt thừa sơn. Ở dưới bắp chân, chỗ hõm nhau của hai bờ dưới cơ sinh đôi, tác dụng thư cân, lương huyết, thông kinh lạc, phòng trị chuột rút, đau thần kinh tọa. 2. Huyệt huyết hải. Bờ trên xương bánh chè đo lên 1 tấc, đo vào trong 2 tấc, bấm huyệt này sẽ giúp máu huyết lưu thông, từ đó giảm đau nhanh và hiệu quả. 3. Bấm huyệt dương lăng tuyền, nằm ở chỗ hõm dưới, trước đầu trên xương mác, giúp thư gân, mạnh gân cốt, đuổi phong tà ở chân. 4. Huyệt ủy trung, nằm ở trung điểm nếp, kheo hai chân. Dùng tay ấn mỗi huyệt trong khoảng 1 đến 2 phút sẽ thấy tác dụng giảm đau, thư giãn gân cốt rất nhanh. Từ từ tập duỗi căng chân và co duỗi bàn chân rồi đứng dậy để khí huyết lưu thông và giảm co cơ. Cơn chuột rút đã nhanh chóng biến mất. Trên đây là cách quý vị có thể tự bấm huyệt tại nhà, giải quyết nhanh chóng tình trạng chuột rút, căng cơ. Ngoài ra chúng ta cũng cần đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nhất là canxi, kali, magie, natri và luyện tập thể dục thể thao đúng cách để bảo vệ hệ xương khớp luôn khỏe mạnh các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Đăng ký kênh và bật biểu tượng thông báo hình quả chuông để không bỏ lỡ bất cứ thông tin thú vị nào các bạn nhé.